và然后换成Kitazian。就还是那个战术嘛，就是 Hello 二金前一凡，段xin chào时bác，间，而且这两个选手都是打二 v 二打辅助一个Lady V này mới zone就是cùng với身Avenger心vào 乖cái 乖 team kick, nhưng mà啊，ba 我们trận知道đầu tiên 是thì 叫họ không 本đánh。田圭佑，是的，嗯，像那位足球将，是的。本来像我们英文，但是两边都不像啊。果然，这种打辅助的选手都比较沉稳。就特别是他们有就是一周没有上场过后，就卡组完全不知道。Lại lút rồi, cái Skeleton Barrel Miner. Mình nghĩ deck của JGP dành cho sẽ có một con Dark Goblin và là một phiên bản có ba bomb power hơn là một phiên bản có Goblin Hood. Thiên cầu cũng rất giống, đeo hỏa cầu là thiên cầu. Ở cái stream trước mình đã giải thích cho các bạn tại sao họ dùng bằng bao thao ở sẽ hợp lý hơn là dùng Goblin Hood. Thế thì các mình của mình. Phiên bản này là có Snowball chứ. Không phải là một cái Barbarian. Quá nhiều đam, CTV hôm nay sẽ là start đông, đây là Hunter. Và bên kia lại là Lava. Phiên bản này Lava đánh cực kỳ là dài hơi. Ui, một phiên bản có cực kỳ dài hơi luôn. Đấy không phải là phiên bản Skeleton Miner bình thường, đó là một phiên bản Skeleton Miner có Mega Knight và Hunter. Đây là một phiên bản nâng cấp hơn rất là nhiều so với phiên bản Classic. Man Retro đánh như Sparky á, Linh thì không có Linh nhưng mà mình sẽ có video cho mọi người. Snowball đâu, anh ta cần một cái Snowball hoặc một cái đàn bát. Poison rồi, hợp lý. Tuy nhiên thì Defense cũng tốt. Được Ellie bây giờ là thành nhau 4 Ellie. Nhưng mình nghĩ là với cái đích của JTV, anh ta không thành vấn đề 4 Ellie cho lắm. Tuy nhiên thì anh ta phải cố gắng là ăn được cái trụ trước. Mình nghĩ là sẽ dùng Miner và một Poison ở phía bên kia. Sẽ tận ở bên này rồi. Mày, chứ mày hơi thú sự. Đây, 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 Hunter ở trong cái bàn này sẽ là defense cực kỳ tốt. Tuy nhiên là rất cẩn thận bởi vì là sẽ có một cái fireball. Bên kia rất nhiều đam đến từ Skeleton và là Lava Pup. Một Snowball đã giải quyết được rồi. Bây giờ thời điểm có Poison, như Poison mới hết rồi. Tuy nhiên là con Mega Knight đã xuất hiện. Spam mới rồi. Thời điểm này là xuất hiện Mega Knight là hợp lý. Rồi, Mega Knight mình thấy hơi sớm. Skeleton Barrel sẽ có thể là đúng rồi, đánh cho trụ lua chính giữa luôn. Tạo ra là nó tách cái con Infernal Dragon ra, nó sẽ không nhảy vào được con Mega Knight được. Miner đang rất đau, bây giờ là Poison. Một khởi đầu cực kỳ tuyệt vời đến từ JTV. Một cái đấy có quá nhiều lợi thế. Where Zach play Lava. Check, Felix check on CIL 8 channel bro. No, Z7. Nhưng mà mình có xem ở cái format khi mà họ bắt đầu live stream. Là mình nhớ là... Còn mình rồi. Là mình nhớ là có một cái giờ, cái mùa này nó có một cái format cực kỳ là dị so với những cái mùa trước. Ok, chúng ta sẽ đến vào Zack và JTV. Thực ra là con gái một con trông mọt con mắt. Ta yếu. À, chơi Goblin rồi. Mẹ, lấy đâu, có thể là hot nhưng mà không phải là hot cycle. Bình thường mà chúng ta có thể là hot có bomb shower sẽ là một cái phiên bản hợp lý. Hero đây rồi. Em hero đấy. Ôi Skeleton, trời ơi, không phải rồi. Win rất good. Mình thấy là Zito Chen ngày hôm qua và ngày hôm nay đánh win rất good nhưng mà thực sự thì hơi đen một chút bởi vì anh ta đến game cuối anh ta bị thua thì anh ta không có gì cả. À, Mega Knight đi rồi, Skeleton. Mình nghĩ ngay đến một cái deck có Warbreaker. Bên kia thì Hunter, Mini Pekka thì Royal Hot là chuẩn luôn.
前有个选手本来想这样做，但是connect của Zach mình nghĩ ngay một cái phiên bản là Miner Woodbaker, liệu rằng đây có phải không? Có mình với Vika chắc chắn là vậy. Arrow đây rồi, defense khá tốt. Hai bên máu là cân bằng, ra không thành vấn đề với những cái phần ví dụ như dùng một bên thì chúng ta sẽ bị nhiều hơn. Đây rồi đây. Hey bro, có mày nữa. Tiếp tục ở đây, Goblin vừa ra rồi, Arrow vừa ra rồi thì xây ra một con Miner Skeleton lên. Thực sự là con 2 Hunter defend đằng Skeleton Barrel cực kỳ là tốt. Zack không may chơi một phiên bản khá là dị. Với một phiên bản này thì Zack liệu rằng là anh ta sẽ defend deck nào ở trong cái thể meta hiện tại đây. Chứ mình thấy là nó đang bị tách rời quá. Anh ta vẫn còn đánh được kiểu thăm dò, tức là có thẻ nào ra thẻ đấy và có hợp lý thẻ nào ra thẻ đấy rồi. Còn Miner, Mini Pekka đây rồi. Một cái deck khá là dị đấy, từ sắc spell to không có đàn support thì nó hơi rời rạc một chút. Tuy nhiên thì mấy deck này thủ thì tốt, thủ thì tốt nhưng mà công thì hơi yếu. Vừa Miner vừa Skeleton nhưng mà lại không có Poison hay là một cái đam to nào đấy thì thực sự là rất là khó. Đàn Skeleton bị nguy hiểm quá. Goblin mà ra thì sẽ là tất đổi hướng, đổi trụ ngay. Hai con Royal Hawk thì không gắn được hết mặt trụ. Tuy nhiên đến đây một lượng đam cực kỳ lớn đến từ Zack. Họ phải dùng Skeleton, họ phải dùng Earthquake rồi. Phải Mercy vào đi. Nhưng tuy nhiên mình quên mất là mình đang support cho JTV. Mình đã quên mất là mình hôm nay được support cho Team Kick. Nhưng mà thôi, vẫn chúc mừng cho Zack bởi vì anh ta một pha combo cực kỳ tốt, một pha gọi là timing chuẩn và một ta gọi là tính toán bài hợp lý. Tại sao anh ta không đẩy ngay một con này? Tại sao anh ta không đẩy ngay một cái thả gỗ? Mình thấy là Zack hơi nhiều nụ ruồi to. Kích này là nước nào thế? Mình cũng không biết kích là team của nước nào, Đài Loan hay là Nhật Bản gì đấy, mình không biết. Hai Tommy kích Banner xuất phát là Skeleton và Snowball thì mình nghĩ ngay đến một cái deck Earthquake. Nhưng mà đây là một phiên bản có Baby Dragon thì mình nghĩ có thể đây. Ui, Zack chuyển sang đánh Balloon. Hiểu rằng có thể thủ được, mình nghĩ là thủ được cái tên này. Thì Balloon cần phải 2 hit để có thể hạn phục được cái Skeleton, một cái Goblin Hood, một Zack rồi. Zack anh ta chơi một phiên bản gì đấy ta? Lava! Ngày xưa thì Zack hay dùng cái emote của Goblin. Bender thì anh ta chơi Graveyard rồi. Bởi vì Graveyard này có Goblin Hood thay cho Bomb Tower. Và anh ta sử dụng Snowball. Đây là Minions. Phải Poison rồi. Hợp lý. Tuy nhiên hình như Poison nó bị lỗi, còn Infernal Dragon không. Anh ta phải sử dụng cái Snowball. Con rồng đã cắt vào trụ rồi, rất đâu đó mất 300 máu. Tuy nhiên nếu mà cứ thủ như thế này thực sự thì Zack sẽ không ổn như thế nào. Ở trong cái phiên bản này thì mình thấy là liệu rằng cái thẻ cuối cùng của Zack là một cái Fireball thì mình nghĩ một đó là một Storm Tone hoặc là một cái đàn gas, bởi vì đàn gas ở trong cái thủ web Zack rất là tốt. Mình chờ xem là cái thẻ cuối cùng của Zack là gì đây. Nếu mà là gas thì thực sự đúng là game này Banner anh ta bó tay luôn. Bởi vì anh ta defend như thế này thì thực sự là anh ta sẽ không ổn như thế nào. Chắc chắn là cái fireball. Arrow. Vậy đàn cuối cùng sẽ là Minions hoặc là gas chứ không phải là một spell to. Banner anh ta lại mê cái này chứ không phải là một con này. Cực kỳ là cục xúc. Thủ như nào đây? Zack phải đổi hướng. Mình đoán thẻ cuối cùng đó là một đàn Minions. Minion Horse. Poison rồi, Balloon sẽ không đặt vào trụ. Hoặc là ăn ba sạp, đây là Gas. Anh ta không thả được đàn Gas bởi vì là anh ta có con Megana đã bị vừa ra rồi. Nếu mà anh ta ở trong cái turn vừa rồi, anh ta có một con Miner thì thực sự thì
thực sự thì anh ta có thể đặt con gác. Tuy nhiên thì trong cái tên vừa rồi không có gác, không có minor. Vì vậy anh ta không thể có một đàn gác để ta đối thủ. Ok, chúc mừng Banner. Ôi giời ơi, con của anh là AT&T ạ. À, và AT&T là con ghẻ trong tất cả các con lock. Những mấy con như kiểu spin hay là mấy con kiểu version hay là đấy thì lock ăn lock thì nó kiểu nó cốt cốt du lịch ấy thì nó rẻ. Nhưng mà thực ra bây giờ thì mình dùng đấy thì mình không quan tâm lắm. Banner video pháp. Anh ta thả một con van kia hơi lỗi và quá sớm. Ngay vào lúc đấy thì Master anh ta đã thả ngay một con Libero luôn. Và đây là Banner video, anh ta quay trở lại với một phiên bản đó là. Nếu mình nhớ không nhầm, đây là một phiên bản Vanquish Earthquake thay dùng là Bomb Tower. Ngày xưa chúng ta dùng là Infernal Tower, nhưng mà bây giờ là dùng Bomb Tower hợp lý. Nguy hiểm quá. Ôi giời ơi. Hey, ra đi. When CIL, when the start, I don't know, nothing. Nothing information. Đây, thật sự là good game sớm đấy nhở. Anh ta bị outcycle hơi nhanh bởi vì là anh ta không đoán được cái bài của Expo Master. Và đúng là thực sự ngày hôm nay thì Expo Master anh ta mang một cái bài cũng cực kỳ gì. Con lock của mình là Pro Max. Nhưng mà lock của AT&T Hunter đẩy lên, không có một hit của họ. Quá khó. Thực sự là Expo Master anh ta là một người chơi nó quá kinh nghiệm trong những cái giải đấu này rồi. Có bình barrel đâu? Rồi, hợp lý. Thế còn Master anh ta ném có bình barrel y hệt như của mình. Ở anh ta thường nhắm ở mép chứ không ném ở chính giữa. Bởi vì khi mà các bạn có độ Bavaria nó bị chệch và sẽ có hai hit của con Goblin. Và cái lag này thực sự nếu Benro anh ta đánh từ từ thì anh ta vẫn có thể ăn được, chứ không phải là không ăn được. Hai hit của Hawk hợp lý. Tuy nhiên là trong tiếp theo anh ta phải defend con Vanquish. Vanquish đâu? Còn chưa đẩy Vanquish rồi, không đủ Eli. Nhưng anh ta có một cái bản Whoopbreaker dưới hạt vào trụ. Snowball đủ Eli không? Không đủ rồi. Một hit của... Hình như là một hit của Hawk vừa sửa đúng không? Rồi, sai Goblin, sai cổ Goblin Barbarian Barrel cực kỳ nhanh để bắt được Goblin Barrel. Ở trong cái matchup này. Ở trong cái matchup này thực sự là Expo Master anh ta sẽ mất lợi thế ở trong nếu mà bên đơn anh ta control được game. Tuy nhiên thì đang cũng what the hell, mình không hiểu bên đơn anh ta thủ kiểu gì khi mà anh ta có rất nhiều tên mà anh ta để đàn có hai con Goblin Barrel đi vào trụ không thì vậy điều gì đang xảy ra vậy. Expo Master Ice Law. Ice Law thì mình thấy là lông tay hơi nhiều. Và dạo này hơi nhiều mụn. Mặt Photoshop với lại hơi già. Mình thấy mùa trước thì vẫn còn trẻ và nó hơn. Ok, xuất phát là Miner. Hello Johnny. Bên kia Dark Prince. Dark Prince thì mình nghĩ ngay đến một cái Deco Lam. Miner thì mình nghĩ ngay là Balloon. Here Spirit, Expo Master thì mình nghĩ ngay ở trong phiên bản này đó là Dark Respawn. Icelor trận đấy đỉnh thì quá đỉnh rồi. Anh ta dần thể hiện được khẳng định là cái giá trị chuyển nhượng của mình khi mà đến với kích. Miner, Heovic, nếu mình đỡ không nhầm thì đây là một cái deck cực kỳ hot ở thời điểm hiện tại ở các pro player đánh con Giant và con một cái Snowball. Đây là một phiên bản rất rất là mới và cực kỳ hot ở thời điểm hiện tại.
这样的话就应该。còn đây là một Xbox Master thì anh ta chơi cái phiên bản đó là Sparky. 抽出女枪，给压力把这个炮车点掉，还得挡一下。这女枪果然带。Một hit của Must rồi hợp lý.Và có con cuối cùng của Ice Lord đó chính là con Zion. Và khi mà anh ta đẩy Zion thì thực sự rất là khó. Bởi vì là Xbox Master sẽ đặt ngay một con Sparky cùng chiều luôn. Bắn cực kỳ thốn. Liệu rằng là Ice Lord anh ta có dám đẩy Zion không? Nhưng mà thực ra không đẩy Zion thì thực ra defend từ rất là khó. Vì vậy là chắc chắn là khi mà họ đẩy Sparky thì cố gắng là phải dùng Zion.Để giết, để làm tanh là giết được. Vẫn có một hit của Darkwing, không hiểu kiểu gì. Bắt được Miner rồi. Liên mua Jack bởi không thấy ai chơi vì đây là sở điểm có mì BK mạnh hơn. Rất nhiều đam đến từ... Đến từ mà đam Minim vừa rồi. Rất tốt. Có một hit từ Sparky, à, có một hit đến từ con...Đắc giúp con Cannon Cast. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa thể có thể hạ được Sparky. Nó chỉ có một hit thôi. Trong cái tuần vừa rồi thì defend đi. Cực kỳ là tốt, defend cực kỳ dẻo đến từ. Và bây giờ là thời điểm Zion, Sparky sẽ đẩy lên thôi. Mini Pekka có Zion ở trong cái bài này thì chắc chắn là phải đẩy. Bởi vì là không cần phải một cái con tanh. Miner đẩy lên cướp không kịp. Con Cannon Cast không kịp vào trụ. Nó chỉ cần một ít máu thôi. Mình đang support cho Ice Lord nha anh em. Thực sự là ở trong cái bắt chấp này defend cực kỳ dẻo đến từ Ice Lord. Dẻo vô cùng, nhưng đây là dẻo kiểu là dẻo không biết rồi. Bây giờ đổi hướng. Tuy nhiên là bên kia Cannon Cast sẽ defend cực kỳ tốt với cái bộ giáp của nó cũng với lại sức mạnh của nó. Snowball cực kỳ tốt. Zion sẽ defend bằng hai con baby nữa, con Sparky sẽ dùng bằng hai con baby để defend thôi. Đơn giản, hiệu quả. Tách ra được, móc lốt Miner đi. Móc lốt Musketeer đi, một cùng một cái lốt hợp lý. Làm gì thì làm, phải móc lốt được con Mai, con Musketeer. Hero nhảy lên, hợp lý. Tuy nhiên là trong cái tuần này không thể đẩy Miner được bởi vì Sparky rồi. Phải thủ trước đã. Thấy rất cẩn thận khi họ đổi hướng. Con Cannon Cast sẽ đợi khi mà Goblin Zion có ra không. Đổi hướng thì sẽ đi fan cùng hướng. Không thể ngược hướng được. Rất cẩn thận, Goblin Zion vào trụ, nguy hiểm quá. Miner đẩy lên, móc lốp nhưng mà không được rồi. Con Cannon Cast không support kịp cho con Zion. Miner ở đâu, không có giáp. Rất khó cho Ice Law. Tuy nhiên là trong thời điểm triple rồi, Miner đâu, Snowball đâu, con Cannon Cast đẩy lên. Miner móc lốp đi, đắc hạ. Cannon Cast ra chưa vào được. Miner vẫn có 2 hit, vẫn có 2 hit. Mini PK đây rồi. Rất khó để có thể vào trụ. Miner đẩy lên, Goblin Zion, liệu rằng có kịp không? Anh ta cần phải defend một cái... Snowball đâu? Snowball đẩy ra đi! Một cái lock hợp lý! Ice Lord anh ta defend cực kỳ là mượt mà, Zion ra đổi hướng. Miner, Snowball đây rồi, rất nhiều đam đến từ phía bên phải. Lightning đây không phải là Earthquake, đây là Lightning. Giáp, rất nhiều đam đến từ góc cách. Đẩy dẻo quá. Đây mới chính là key player đến từ tiếp. Dẻo.